chào các chị em nghe. Thì hôm nay cũng là 21 tháng 10 rồi nha mấy chị ơi. Đúng ra là cái video này em quay trong ngày 20 tháng 10 để chúc mừng tất cả phụ nữ của chúng mình đó là ngày càng xinh đẹp và luôn hạnh phúc nha mấy chị. Thì em có chuẩn bị những cái mẫu đồ đó là để bán chi ân cho mấy chị trong ngày 20 tháng 10, coi như là cái phần quà em dành tặng cho mấy chị, nhưng mà không có kịp mấy chị ơi. Em phải đợi tới ngày, bữa nay là ngày 21 tháng 10 vẫn chưa xong nha, cho nên đó là bên shop của em còn hai cái mẫu hàng này còn đủ size. Còn đủ size và đủ màu luôn, cho nên em sẽ bán giảm giá để thay những cái lời chúc tốt đẹp gửi đến tất cả các phụ nữ nha. Thì hôm nay cái mẫu bên nhà em còn, hôm nay là cái bộ này là phối gan nha mấy chị. Ở hôm trước mình có phối gan nè. Phối gan ở đây thì mình có đơm hai cái nút tay là phối gan nha. Chỉ phối phía trên thôi, còn phía dưới thì em may cái thân vải bình thường nha mấy chị, để mấy chị em mình mặc nó dễ ha. Nè, chỉ phối phần trên thôi. Áo là nhắn bên ha, hai bên trước và hai bên sau, nó có từ size số 2 và size tới size số 5 là tầm 50kg đến 70kg mặc vừa dùm em nha. Chị em mình có nhu cầu sử dụng thì cái video hôm nay em sẽ bán giảm giá cho mình. Cái hàng này là em bán giá 85.000 đúng không? Thì để thay lời chúc tốt đẹp đến tất cả các chị em, nếu như em nói những cái lời xung không thì nó dễ quá và cảm thấy nó chưa có đầy đủ chân thật lắm, cho nên là em muốn gửi đến những cái mã giảm giá cho các chị em mình áp dụng, coi như là lòng thành gửi đến tất cả các chị em ha. Thì cái mã này là giá bán của em bình thường là 85.000, nhưng mà em giảm cho mấy chị chỉ còn là 79.000 thôi. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 em áp dụng đến ngày 25 tháng 10 nha mấy chị ha. Từ ngày 21 tới ngày 25 mấy chị có thể dồn đơn nha, tại vì trong những ngày này em đợi tới 25 mới đi đơn luôn nha mấy chị ơi. Hàng thì vẫn tầm 3 ngày đến 5 ngày mấy chị nhận được hàng bình thường, nhưng mà từ ngày 21 tới ngày 25 tháng 10 là em mới đi đơn nha. Tầm khoảng 12 giờ là kết thúc chương trình chi ân khách hàng khuyến mãi này nha mấy chị ơi. Thì tiếp theo em sẽ quay những cái màu cho mấy chị em mình chọn nha. 79.000 một bộ nha mấy chị. Cái bộ em đang mặc là bộ màu hồng, màu hồng sen hoa văn ngôi sao giùm em nha. Từ ngày 21 tới ngày 25 là em áp dụng giảm giá cho tất cả các chị em luôn. Rồi tới ngày 25 khoảng 12 giờ thì kết thúc chương trình, và em sẽ chốt đơn và đi hàng cho mấy chị nha. Mấy chị ơi, trong cái ngày chủ nhật với thứ hai á, do là nhà em có đám cho nên nó là có thể là em sẽ ghép inbox hoặc là nghe điện thoại sơ sót của mấy chị nha, thì mấy chị cứ để lại cuộc gọi nhỏ hoặc là tin nhắn bên Zalo thì em sẽ tranh thủ thời gian em sẽ ghép cho mình tất cả các tin nhắn, không bỏ sót nha mấy chị. Nếu như chị em nào mà cảm thấy như mình, nếu như mà khi mà em gọi lại chốt đơn cho mình em sẽ gọi vào những cuộc gọi nhỏ và em sẽ trả lời bên Zalo thì mình có đơn nha mấy chị. Em sẽ áp dụng tới ngày trưa ngày 25 nha, 12 giờ ngày 25 tháng 10 thì em sẽ đi đơn cho mình ha. Tiếp theo thì cái bộ này là bộ màu xanh hoa văn chữ nha mấy chị, quần là quần dài hết ha. Túi là hai bên có hai túi nha mấy chị nè. Túi thì em làm cố gắng cắt túi cho nó sâu cho mình bỏ đồ cho nó tiện nha. Nè, túi quần khá là sâu, rất là sâu luôn nè. Nguyên cái tay luôn. Form quần thì vẫn như bình thường em mấy chị. 79.000 một bộ, áp dụng tới ngày 12 giờ ngày 25 giùm em nha. Mấy chị em nào mà có nhu cầu sử dụng, nếu như mấy chị chưa bấm đăng ký kênh bên em thì mấy chị hãy bấm đăng ký kênh và bật vào cái quả chuông thông báo thì nó sẽ thay lời nhắc nhở và thông báo đến mấy chị là bên shop của em có những cái video mới nha mấy chị. Rồi bộ này là bộ màu xanh qua văn chữ, nó cùng một mẫu nha mấy chị ơi, cùng một mẫu nhưng mà có cái là nó sẽ khác màu ha, khác màu và khác qua văn. Này là màu xanh qua văn chữ nha mấy chị, có từ size số 2 tới size số 5 nha. Cái này là em muốn dành tất cả các chị em phụ nữ luôn, cho nên em cái mã này là còn đầy đủ luôn em mấy chị. Đầy đủ size và đầy đủ màu, không có bị thiếu, không bị lẻ nha. Tất cả các khách sỉ đều được giảm giá giống như vậy luôn nha. Khi mà lấy hàng trong cái từ ngày 21 tới 12 giờ ngày 25 thì vẫn được giảm giá nha mấy chị. Khách sỉ thì sẽ được miễn ship tất cả các đơn hàng nha. Cái này là trắng đen qua da ngôi sao giùm em nha.
chị xem video thì mấy chị xem hết video giùm em nha, tại vì hôm nay em sẽ ưu tiên là cho mấy chị hai mã luôn, hai mẫu đồ giảm giá luôn mấy chị. Cái này là màu kem nha, này là màu kem qua văn kem nha mấy chị, màu kem qua văn chữ, màu kem qua văn kem. Cái này là màu kem qua văn chữ giùm em nha, mẫu là giống mẫu em đang mặc nha mấy chị, có từ size số 2 tới size số 5 giùm em luôn nha. Nhiều khi á, mấy chị vô xem video mà không có xem ngay từ đầu á, chỉ coi một phút thôi thành ra nó không có hiểu. Có nhiều khi á, là hỏi em đi chứ đồ một bộ là bao nhiêu, nhưng mà thật sự trên tất cả video là em đều có báo giá từng mẫu hết trơn. Cái này là màu vàng qua văn ngôi sao nha mấy chị nè. Cái này là màu vàng qua văn ngôi sao giùm em. Cổ là cổ tròn, tay phối ghen giùm em nha, trước có đính ba hai cái hộp, ăn trước có đính hai cái nút. Dăm ba cái, ba cái dăm. Cái này là màu xanh qua văn ngôi sao giùm em nha. Tay là tay phối ghen hết nha mấy chị, ăn trước có phối ghen nữa nè. Màu xanh qua xa ngôi sao. Áo bên em là có ben nha, 4 ben. Nếu như chị em nào mình về mình mặc cảm thấy ôm thì mấy chị có thể nới ra hoặc là phá ben ra luôn ha. Tại vì hôm nay em quay hai mẫu á, cho nên quay sẽ quay nhanh hơn bình thường cho mấy chị xem cho nó mau, đỡ lâu một xíu. Cái này là màu cà phê sữa qua văn ngôi sao nha mấy chị. Mẫu là cùng một mẫu giùm em nha, chỉ có khác màu và khác qua văn thôi. Thì cái này là bộ màu chì nha mấy chị, màu chì qua văn chữ giùm em nha. Rồi cái bộ này nữa thì cũng hết những cái qua văn của mẫu này rồi nha mấy chị. Tiếp theo thì em sẽ lên những cái một cái qua mẫu mới nữa nha, một cái mẫu khác. Cái mẫu cổ tròn có hai cái nút ở trước, phối ghen ở trước này là em giảm cho mấy chị còn 79.000 một bộ nha. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các chị em một mẫu nữa ha. Một mẫu này cũng giảm giá để chi ân trong ngày 20 tháng 10 thì cái mẫu này sẽ chắc giả nó sẽ cao cấp hơn và form da dáng và những cái kiểu cọ rồi nó cũng sẽ đẹp hơn nha mấy chị. Cái hàng này là chất giải là thun AT Hàn Quốc giùm em nha. Nếu như chị em mình muốn chọn một bộ đồ nó đẹp hơn thì nó sang trọng hơn thì mấy chị hãy chọn ngay mẫu này giùm em nha. Trong cái ngày 21 đến ngày 25 thì em vẫn giảm giá cái bộ này cho các chị em mình luôn nha. Bình thường thì mình bán giá là 220.000 nhưng mà em sẽ giảm cho mấy chị còn 149.000 thôi nè. Chất giải là thun AT Hàn Quốc nha mấy chị. Áo là áo có ben giùm em nha. Thường thì em mặc size số 1 thì nó sẽ vừa hơn, còn này size số 2 nè, cho nên nó rộng rồi mấy chị. Áo là áo có ben nha mấy chị nè, hai bên trước và hai bên sau, cho nên khi mà mình mặc nó có hơi rộng nó cũng không có bị nhấp ha nè. Rất là vừa dặn luôn. Áo là phối ghen nha mấy chị. Cái này ở bên trong nó có một lớp vải ha. Nè, cho nên mình mặc nó rất là đẹp và rất là thoải mái luôn ha. Ở ngoài thì ghen nhưng mà ở trong em phối thêm một lớp vải. Cái tay là không có phối nè mấy chị, cái tay là tay ghen không nè ha. Nè. 100 giảm giá còn 149.000, áp dụng tới 12 giờ ngày 25 nha mấy chị, ngày 25 tháng 10 giùm em nha. Rồi cái bộ em đang mặc là màu xanh vỏ đậu giùm em nha mấy chị. Quần vẫn là quần dài như bình thường giùm em nha mấy chị ơi. Quần là quần dài vẫn có hai túi ha.
chất vải rất là đẹp luôn, hoa văn càng đẹp hơn nữa nha mấy chị. Cái này là hoa văn beo beo nhí ha, hoa văn này rất là hiếm gặp luôn. Cái này là bộ màu kem nha mấy chị, màu kem hoa văn beo giùm em ha. Nè cái hàng này là 149.000 sau khi giảm giá nha mấy chị. Hôm nay mà không đặt được hàng là tiếc, khó tiếc luôn á mấy chị. Em sợ nhiều khi các chị em mình bận bịu không có nhận được quy dê, cho nên em sẽ áp dụng tới ngày 12 giờ ngày 25 cho các chị em luôn. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian từ ngày 21 tới ngày 12 giờ ngày 25 mà chị em mình có đặt thêm những cái hàng mà em giảm giá sau, có thể 22, 23, 24 gì đó, em sẽ quay tiếp những cái video thì mấy chị có thể dùng đơn được nha. Tại vì trưa ngày 25 em mới đi đơn cho mình luôn nha mấy chị. Cái bộ này là bộ màu, này là màu nâu giùm em nha mấy chị. Bộ này là bộ màu nâu, màu nâu qua văn beo giùm em nha. Cùng một mẫu nhưng mà nó chỉ khác màu thôi. Lô này là cùng một hoa văn luôn nha mấy chị. Cùng mẫu cùng hoa văn nhưng nó chỉ khác màu thôi. Cái bộ này là bộ màu ghiêu giùm em nha. Cái này là bộ màu ghiêu nè. Mấy chị không mua là tiếc dữ lắm luôn mấy chị, tại vì hàng bên nhà em ít có những cái hàng này lắm. Nhưng mà thị trường cũng không có ai bán cho mình giá này luôn á mấy chị, tại vì người ta bán giá nó sẽ cao hơn do là chi phí của người ta cao á. Còn hàng bên em á thì nhiều công đoạn em đã tự làm rồi cho nên giá thành nó rẻ lại. Cái này là bộ màu guốc giùm em nha, màu guốc qua văn beo nha mấy chị. Cái này là bộ màu màu cam nâu nha mấy chị. Đây là cam nâu giùm em nha. Cam nâu hay cam gạch gì cũng được. Rồi cái mẫu này thì nó có 6 màu thôi mấy chị. Rồi chị em mình đó là có nhu cầu sử dụng thì mấy chị cứ kết bạn Zalo hoặc là gọi số điện thoại trực tiếp em có để lại trên màn hình đó nha. Chủ nhật và thứ hai thì nhà em có đám cho nên có thể là ghép inbox hoặc là nghe điện thoại sơ sót thì mấy chị cứ để lại cuộc gọi nhỏ hoặc là tin nhắn bên Zalo thì em sẽ tranh thủ thời gian rảnh em sẽ ghép tất cả tin nhắn và gọi lại những cuộc gọi nhỏ cho mấy chị em mình nha. Thì em sẽ chốt đơn trong cái em sẽ gửi hàng đi vào 12 giờ ngày 25 tháng 10 nha mấy chị. Rồi video đến đây em xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.